chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình bán hai món hàng nha, máy phát điện với lại cuộn dây điện nè. Giờ trước là mình test cái cuộn máy phát điện nha. Máy phát điện này hiệu Honda nè. Rồi. Công suất nhỏ. Cái này để cúp điện thì mình xài gia đình, xài đèn, xài quạt á. Công suất ở đây chạy, ở đây là mình chạy 150A nè. Con này 2 thì nha, xăng 3 nhớt, quay cho nó. Tỷ lệ 50 xăng 1 nhớt. Rồi công suất là 150 VA là xài được mấy cái đèn led mà chỉ cần hai quạt máy thôi, còn qua 300 VA thì xài được nhiều hơn đèn led nhé bạn. Chứ cái đèn sợi đốt này mình nói là nó mất rồi, nó quá rồi. Đây mình test, đây là đèn led nhé bạn. Không tải là nó ra 110 mấy V nha, không tải tại vì nó trừ hao cái cục tải á. Đó là 19 rồi. Tôi không có ngã ba, lấy ngã ba này không chia được. Nó tải vô rồi mà nó giảm xuống tí rồi bạn cảm xuống. Tải quay vòng. Tắt đây quay tắt. Tắt đi. Thì, tắt đi mình. Đi gạt cái tay đó. Gạt xuống dưới hết này là nó tắt nha. Rồi mình nổ máy khởi động nè, mình để cái đất này nhiệt nhẹ cái là nổ rồi. Để cho quay vòng cho con trước đi. Rồi quay đi. Từ rồi để yên đi, quay mấy cái này đó, quay kỹ là anh chị có chết thông số gì đó chết ha. Đó, để rõ là tỷ lệ nè, tỷ lệ phải chạy xăng pha nhất để chế nhiều quá khói lắm nha. Vừa thôi. Nó bị ánh sáng nó chạy rất kim. Đó, 50 xăng 1 nhớt đó. Buri thì tháo đây. Cái này là hàng Nhật bãi nha. Không phải hàng ở đây. Cái này là cái bô thôi. Chỗ này cái bô với cái buri, máy nằm đó. Cơ cấu nó điện nó đây. Nó nằm trong đít thôi. Xài nhiều lực nó chảy xăng. Mới đẹp á, khá mới. Giật lại cái nè. Giật đi. Khởi động lên nó sẽ có khói, tại vì máy 2 thì chút xíu hết rồi. Không được. Như lại lúc về nó còn xăng, nó có thể làm ta pha nhiều nhớt lên sao. Mình mới chậm xăng vô chế xíu nhớt, pha đúng tỷ lệ. Để lúc đầu nó có khói chút xíu hết. Cũng khá là điện nó mạnh nhưng mà nó hơi những trường để ngoài sân kéo dây nhà để cúp điện tài quạt tài đèn không được, máy nổ im nói chứ máy phát điện vậy là im rồi chứ phải ồn như máy cưa. Máy phát điện thường nó ồn à, bên đây nó có cổng 12V vậy đó nè, 12V 6A đó. Quá tải 12V thì mình không có đầu test thì như nói đất nó cổng 12 nó đèn sáng nè. Tuổi thọ dữ rồi ta, này tuổi thọ không em, 30.000 giờ hả? Cái này mình ghi giá chứ còn mô tả đi ha. Cái này là nó bán tổng cộng là 30.000 cái được bán. 30.000. Cái này là cái kỷ niệm á, anniversary model nè, cái model kỷ niệm nè. Kỷ niệm hả? Ừ, rồi kỷ niệm là nó vậy thường là nó làm đẹp lắm á. Vậy là để làm kỷ niệm. Thì bán được bán không được để làm kỷ niệm xài. Nè, anniversary model nè. Limited nha, cái này là phiên bản giới hạn nha. Trời ơi, có trên thế giới chỉ có 2.000 cái thôi.
À, mới cho nó một bình Liqui Moly vô nè. Nhớ Liqui Moly phải không? Rồi kép ta. Trên thế giới chỉ có 2.000 cái này thôi, sản xuất là đây có một xíu rồi nha, nắp quốc bình vô hết chạy luôn á. Cái này là hàng độc quá nha. Hai nhớt không ta? Quên nữa. Cái nào? Có hai nhớt lock nữa đó chứ. Cái này hả? Cái đó về mấy anh chị kiểm tra nha, mình không biết. Phải có hai nhớt, nó phải có dên đồ đó chứ. Nằm đâu? Cái này là phiên bản kỷ niệm đó. Đây là cái ống chảy xăng dư rồi. Nhà tay nhớt đâu mình không biết ta. Rồi cái này mới biết. Lú quá nên không biết này. Rồi cái này để chút mình để giá ở dưới phần mô tả ha. Ông thôi alo cho mình. Rồi ok. Giờ chưa biết bán giá nhiêu. Không biết bán giá nhiêu nữa. Tiếc quá à, để xài đi. Êm quá, cái này chạy êm quá. Rồi. Rồi cùng dây điện đi. Cùng dây điện là bán nè. Thấy giờ nực quá đi á. Còn bán không được thì cũng để xài thôi. Có một cuộn. Có một cuộn này chưa qua sử dụng nè. Cuộn này bao nhiêu mét anh? 30 mét, 29 mét chứ. Nó 30 cũng có 1 mét đâu buồn vô. Cắt 1 mét, tặng thêm. Nè 29 mét là có số. 29 mét nè. Cái này Nhật ghi nha chứ không phải mình ghi nha. Nè này 29 mét nè. Cái model của nó là M2219GF1G. Make in Japan nè. Con này Hataya. Có cái bảo vệ quá nhiệt nè. Ở trường hợp mà mình xài gần á mà mình không kéo ra hết á, mình xài tải nhỏ thôi, không kéo ra hết mình xài tải 5A thôi. Còn khi mình kéo ra hết thì mình xài tải được 15A. Nếu mình không kéo ra hết mình quấn á thì nó sẽ nóng, nó sinh nhiệt. Khi nó nóng quá thì cái con này nó nhảy. Hay, cái này nó an toàn á. Cái cuộn này mới là nó còn cái đồ bảo vệ luôn nè. Chưa có xài luôn. Nhưng mà về bãi cắn mốt nè. Nó bị cấn cái chỗ này. Mốt cái dàn đu lô. Cũng không ảnh hưởng, cũng quay bình thường ha. Quay nhẹ. Nó chìm đạp rồi nha. Không thu bị. À nó còn cái này nè. Cái gần cuối á, người ta lúc nào người ta cũng làm dấu rồi đó. Để mình đang kéo nhanh á. Tới lúc cuối mình tới thấy này mình dừng lại chứ mình giật quá nó dễ bị đứt. Nó tính kỹ lắm. Cả cái nồi cơm hay cái gì của Nhật nó cũng làm vậy. Tới hết dây đó. Máy hút bụi rồi cũng vậy, lúc nào tới cảnh báo nó cảnh báo. Nó còn cả bảo vệ nhiệt đó, mình quấn nè, nó nhiều vòng á là sinh nhiệt, nóng lên. Nóng lên con đó nó không nhảy thì nó chảy dây. Quên coi mấy cái lô nữa nè, mấy ngóc nè, mấy chân ngóc không có nứt nữa rồi. Ba con. Sẵn có nứt thì quay luôn, nè không có nứt. Tại về thường nó quăng nó da đập mạnh đó là nó sẽ nứt bứt mấy ngóc này. Cô lô này nó hư rồi chứ hư vậy nè. Chưa có hư cái gì. Đó, dây đẹp luôn á. Quay vô từ từ cho anh chị xem luôn. Không có đâu, em làm lâu lắm quá nè. Cận cảnh. Nãy em sổ nó không nấu gì. Đó, rồi mình sẵn mình kiểm tra là dây không có đứt, không có nấu gì thôi. Dây này cũng mềm dẻo nha. Thấy nó màu đen vậy thôi, có hai loại màu trắng. Thì cũng 2.0 là bằng cái kia. Dây 2.0 phải không? Hai ta da nè, cái này nó hãng này nó làm đèn nè, làm dây điện nè, làm khảo đồ cơ khí nữa, ta da cũng có khảo sơn nè. Quăng nó dài đó. Chữ Z nè. Ha, đây là hàng nội địa nha. Hataya 15A 125V. Cái này là chưa zin của nó theo nó ha. Đó, có chữ Z á. Anh nào phá dây điện á, bữa hổm nó có chữ Z đó mà là mê lắm đó. Dạ, đó. Nay về đó. Đó. Cuộn về nặng mấy ký anh nặng á? 7-8kg vậy đó, chứ giờ chưa có cân. Cái này rút vô là nếu như mình xài lỗ 2 chấm á thì mình xây nó qua vậy nè. À, thông minh quá ha. Coi coi.
mình không có xài nó đất, mình xoay vô mình, không mình kẹp với nó đất đây cũng được, mà Việt Nam mình là không có chơi nó đất đâu, Việt Nam liều lắm. Ừ, Việt Nam là không có xài điện. Xoay vô cho em cái nè, cái này nó xoay vô được nè anh chị. Rồi. Việt Nam đâu cần nối đất, mình xoay cái màu xanh này là cái này nó vô rồi. Về là cắt dục hết nè, mấy cái này nó còn mới hết nè. À, quên quay này cho có gì không, nó chưa có lại cắm điện nữa. Đây, đây, đây mà đây anh cắm một cắm điện cho thử đó. Mấy cái này nó còn mới hết nè, nó còn lò xo bật tốt hết ha. Từ đó giờ về mới thấy cuộn này mới vậy, chứ từ đó giờ về nó cũng có qua sử dụng hết rồi. Chưa có đi đây cắm điện nha. Chết rồi, không lên này. Ý gì lên đèn. Có chống giật á, nhảy á. Này có rò vô giật là nó nhảy nè. Dòng rò là 15mA. Đây con đất có ron chống nước. Mấy cuộn còn mới thì cái ron nó khít đó. Rò dính luôn rồi. Cứng. Có cái ngạm đây nè. Ừ. Để mở, mở ra cho em. Ừ. Ở chừng gãy lò xo, hàng mới. Hàng mới bẻ chứ vậy. Gãy thì bán rẻ chứ. Ai cắm rồi, người ta cắm người ta đâu bẻ quét hay chứ vậy. Để quay cho nó rõ. Cắm là như vậy thôi à. Ủa không thấy đèn. Chưa có mật không mà. Trời ơi. Đồ đồ giật sao nó cứng như tưởng đâu đồ dởm. Rồi test ok ha. Ê, quá, ba lỗ ra điện hết. Khỏi lại sửa. Rồi ha. Nó đẹp. Khai khoan nó. Nó nè. Nói đi. Ở Nhật nó có cái ổ cắm nè. Ổ cắm mà cái mình thấy tròn tròn bự bự không? Nhét vô đây cái để ngoài mưa mà gió nước tạt tạt nó không vô. Nó ôm như thế này nè. Còn mình cắm ổ mình mà không có chống nước được. Ừ. Lâu lâu mình cũng có về mấy ổ đó. Mấy chui đó. Chui ghim đây nè, khít vô đây. Có xu là không. Cái này nó mưa còn cái gang ti bảo vệ nè, mới. Cuộn này đẹp quá. Rồi ok ha, nay mình bán hai món, máy phát điện với lại cái cuộn dây điện 29m thôi ha. Rồi anh chị nào cần liên hệ mình hoặc là Zalo cũng được ha. Rồi xin chào.